Cái gì cải của mình nó rất là ngon, đây là kinh nghiệm của mình làm hoài á. Thì các bạn có thấy không, hôm nay là tuyết rơi, là mấy đứa nhỏ nghỉ ở học ở nhà hết, tại vì xe buýt nghỉ hết, đường đi nguy hiểm. Xung quanh nhà mình hàng xóm nè, tuyết trắng hết nè. Giờ sáng sớm mình mở cửa ra là mình thấy như vậy nè. Mà mấy đứa nhỏ nó học là thứ năm thứ sáu này là nghỉ luôn cho tới tới Tây luôn. Mấy đứa nhỏ bắt đầu nghỉ lên. Ở đây kêu ba con, ba con tức là nghỉ kỳ học á, các mùa á. Mình không có mở cửa ra đâu nha, lạnh lắm. Thường thường mình quay mở cửa cho đỡ dạ cái kiến ở nhà. Sáng sớm đây giờ mới 8 giờ sáng nha các bạn. Chơi tuyết đâu có dày đâu mà chơi con, chừng nào tuyết dày đi chơi, cái này tuyết mỏng mà đẹp quá. Bây giờ âm 2 độ với âm 1 độ thì bây giờ xê xích như vậy á, các bạn thấy không, trắng xóa hết luôn. Chắc giờ nó cũng tan tan bớt rồi đó, nên đường đi á, các bạn nó đóng băng á, nên thành ra xe buýt nó nghỉ hết, mấy đứa nhỏ này nghỉ học ở nhà hết, xe buýt không có chạy. Đám gà kìa, nó không ra ngoài luôn đây. À trời, con kia nó leo lên cây kìa. Các bạn có thấy không, dưa cải ở đây á, là mình phơi như vậy nè. À, mình rửa sạch rồi cho mình để lên đây vậy, cái nó héo héo cái mình mới làm dưa cải nha. Mình cho các bạn xem, lúc trước mình đã làm một video rất là hoàn thành cho mình, ok đàng hoàng rồi, xong rồi tự nhiên mình để đâu mất tiêu, mình tìm hoài không có ra. Để mình đang lên hướng dẫn các bạn làm cách làm dưa cải để cho nó ngon á, giòn ngon để lâu được. Cái nồi nước á, là mình nấu để cho nóng thôi nha các bạn, để mình để muối vô cho nó tan thôi nha, chứ mình không có, nấu sôi lên, tại vì mình đã làm là làm như vậy đó các bạn à, chứ mình không có làm như mọi người kia phải nấu nước sôi lên thì cho nó tan, nhưng mà nước nóng lên là mình đậy muối vào nó cũng tan à. Mình thử nó mặn nha các bạn, nó mặn hơn canh thôi nha, cảm giác ăn vô cảm giác mặn mặn thôi, uống vô mình nếm cái miếng muối á mặn thôi. Nên là các bạn không có biết là mỗi người một cái lượng của cải và lượng nước để vào, nên mình bây giờ chỉ là hướng dẫn các bạn là cái cách đó, mình để muối gì cái mình quay gì cái nó tan ra, mình nếm nó thử nó mặn hơn canh, gấp đôi canh. Như ai ăn mặn mặn á, phải mặn mặn là được, đừng có mặn quá, mặn quá thì trên chừng mình ăn cải á, nó mặn quá cái cải mình phải rửa trước khi ăn, nó thấm vào cải á. Rồi với một muỗng cà phê đường nữa nha, mình để đường đường ăn mình vào một muỗng cà phê để cho có màu vàng cải đi. Mình làm đơn giản lắm, mình không có làm, mình làm cái kiểu truyền thống chứ mình không có làm là mà cắt gừng cắt hành gì để vô á, cái nó mất đi hương vị tự nhiên của dưa cải của mình. Đó, vậy rồi cái mình nêm cái độ mặn của nó là được.
Chứ mặn làm thì nó mặn giống như cái kiểu mà mình làm trứng muối thì không được luôn nha. Mình làm vậy là cái cải mình nó rất là mặn. Rồi sau khi mình quậy tan rồi mình để dày cho nước nó nguội nha các bạn. Nguội là khi mình để cái ngón tay vào mình thử mà nó ấm nhẹ thôi nha. Chứ đừng có nóng hay là ấm cái kiểu dạng nóng nóng thì nó dễ vô nó chín cải nha các bạn. Khi cải mình để lâu nó sẽ nói chừng nó chín nó chua thì cải nó mình nó bị chín bên trong, ăn nó không có giòn, không có ngon nha các bạn. Cái chỗ đó rất là quan trọng nha. Nói chung mình làm rất là nhiều năm rồi nên mình có kinh nghiệm. Các bạn có thấy cải mà mình nó hơi neo héo héo như thế này nè là được, nó hơi héo héo thôi chứ đừng có héo quá là nó cũng không có ngon nha. Bây giờ mình để vào hũ nha. Rồi sau khi mình thử cái ngón tay các bạn, ngón tay mình để vô thao nước mà nó ấm nhẹ nha, mình để vô là vừa nha. Nhi con giờ đi ngủ không? Con bánh hả? Bánh ở trên bàn đó. Không, cái đó con kaki. Các bạn thấy hủ tiếu mình hấp dẫn không? Mình làm hôm là ngày 10, ngày 6 tây tháng 12 ha. 6 tây tháng 12. Rồi hôm nay là mình mới ăn nha. Mình làm như vậy là khoảng 10 ngày ăn được các bạn. Tại vì nhà mình là nóng, lạnh nha. Trời lạnh, quên nó lộn. Đó. Nên cái này để lâu á, ok lắm các bạn. Nó không có gì hết, nó vẫn giòn, vẫn rất là ngon. Bạn thấy không? Nó vàng giòn ngon lắm. Rất vàng giòn ngon. Này mình là làm từ lúc mình mới qua đây là năm nào mình cũng làm hết. Dầu thơm hả? Đi hỏi một con. Chị nhỉ? Nếu cần con à, các bạn nhìn cái dì cải của mình nó rất là ngon. Đây là kinh nghiệm của mình làm hoài á. Thì ở bên Pháp mình không có giống như Việt Nam ha. Nó, thời tiết nó khác nhau. Mình làm mùa đông thì nó như vậy. Đi học về đi rửa tay. Nó mới té. À, anh hai nói con mới té. Nó chạy đó, nó không biết. Đi học về phải rửa tay. Không có trốn như vậy. Ông bà cười đó. Ông bà cô chú cười. Đi. À lê. Nghe lên, mình lớn mình đẹp trai mà, mình đẹp trai mình phải sao? Phải sạch sẽ chứ, đẹp trai là phải sạch. Trời ơi, ông bà cười á. Các bạn cười á. Các bạn suri á hả? Nhanh lên. Allez. Sit to play. Sit to play. Allez. Đẹp trai là sao ta? Đẹp trai là phải sạch. À. Còn chị không phải đi rửa chưa? Dạ. Rửa ấy chưa? Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Trời ơi có nhiêu đó rồi. Tôi dạ tiếng Việt mà không nói tự nhiên dạ tôi đâu biết dạ là gì. Ok, đẹp trai phải sao đi rửa tay.
đi sao? Đi rửa tay mama. Xíp đi. Ủa đẹp trai mà ở dơ à? Đẹp trai phải ở dơ hả? Ôi đẹp trai ở dơ bẹt. Đi ra chỗ khác. Không được túi xe cái ghế của tôi. Không được túi xe. No. Rồi mình mẩy kìa, té kìa, ghê chưa? Nè 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 nè. Ali. No 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 no. Ở dơ là không có được đụng gì hết. Đó có. Ở dơ không được đụng gì hết. Này vẽ gì ạ? Đẹp trai mà ở dơ là không được. Nếu có vẽ là được rồi. Ali. Người ta đẹp trai là vậy á, đẹp trai là đi rửa tay. Người ta giỏi hay chưa? Để mày rửa tay cho. Ali. Nói nghe nè, đẹp trai thì sao? Phải sạch sẽ phải không? Hôm nay con vẽ vậy đó hả? Ok, đã co mẹ Sileni nha. Thôi đã coi coi áo rồi dính ra tùm lum. Ừ, nay con vẽ vậy đó hả? Ui. Ui. Mẹ không hiểu gì hết luôn á. Cảm ơn con trai nha. Ok, trời ơi, nãy bởi vậy đẹp trai là phải sạch sẽ vậy mới được. Cảm ơn con nhiều nha. Ôi trời, ác xì rồi, lạnh rồi. Trời coi cái tướng nó ngồi nè. Đi học về đó bụng. Nha. Ui. Trời ơi. Nay học giỏi không? Hôm nay con học giỏi không? Hôm nay có học giỏi không? Hả? Con trai? Con trai? Cú cú. Hôm nay con học giỏi không? Khăn giấy nè. Lau khăn giấy. Ăn hết đi hả lau. Nay là học giỏi phải không? Phải không? Trời mẹ.